Nó có một cái khúc nào đó, thì cần trách ra là nó ra, hay là lấy con dao cũng được. Dựng lên nào ạ. Đấy. Ô, ông cũng rành nha. Đi chào xe lăn bao giờ chứ mà cũng rành nha. Con đi trước đi Sơ Châu rồi. À, đi Sơ Châu, Sơ Thắm. Cũng là mười mấy năm rồi. Vâng. Rồi. Rồi bây giờ ông nghiêng. Ông nghiêng, nghiêng xe. Đấy. Đấy. Đấy, đây có phanh không? Có phanh chứ. Phanh gấp đi là chợ là đi quay. Phanh gấp chứ không có phanh. Chơi cho thấy. Ất rồi nên tôi đẩy xem nào. Xe cho thì cha thấy ngồi lên đi để ông ất đẩy cho. Trước con phải ra ngoài Tân Hải con xin cái xe của miền Nam ở giao sớm được không? À vâng. Xe cũ ra về. Ô. Xe này. Đây là xe mới đó, xe mới ông ất mới bóc tem ra đó. Ông ơi, ông chủ nhà đâu rồi, ra đây cha chỉ cho. Ông ất chỉ cho chủ nhà cách thức dùng xe lăn đấy ông ất. Đấy, đây đây là nó có cái phanh tay nhá. Rồi rồi ông ất trước khi đưa người lên xe thì phải làm sao nhà? Đây này, hai cái phanh đây này. Đấy, đấy, bẻ lại. Giữ lấy cái xe. Đấy, này, chắc là đấy. Đấy, đúng không? Bẻ chưa? Đấy chứ. Được rồi. Kéo đây là ăn rồi. Đây. Từ 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 từ. Đó, bẻ mạnh lên. Thì bẻ đi. Rồi, bên kia cũng vậy. Đó, trước khi đưa người lên xuống là phải đấy cho xe nó đứng yên nhá, chứ không có là xe nó chạy là bị tai nạn nhá. Nhưng mà cái này là chưa đưa này. Cái đó là bẻ lên đã, khi mà đưa người ngồi lên xong cái là bắt đầu là với đấy, rồi bây giờ ông bế bà đi. Dạ. Bế bà lên để bà cho bà ra xem ông làm rồi. Hang đá rồi cho bà ra xem hang đá luôn. Bà ngồi đây nha. Bà kinh của ông kinh. Kinh. Đó. Phanh bên kia lại không có xe nó trôi mà. Rồi. Rồi cứ ngồi gọn lên, ngồi gọn lùi lại sau. Lùi nữa đi. Lùi. cứ sợ ngã ra chứ. Rồi, ngồi đấy. Đấy nó còn cái đai đằng sau á ông ấy ạ. Cái thắt. Đấy đúng rồi. Cái dây an toàn đằng sau đây này. Đấy, Thắt an toàn cho bà luôn đi. Nước mưa là hiện thực quá nhá. Đấy, nước mưa của bà ngày nay là hiện thực. Hiện thực rồi. Đấy. Vậy làm sao mà xảy ra tai nạn nữa? Đấy, bây giờ. Ba lời thì cấm phóng nhanh vượt tàu. Thoáng rồi đẩy cho bà đi. Cho bà đi lễ, cho bà đi thờ. Rồi, bây giờ bé phanh ra. À, cái đó chưa. Rồi. Được rồi, bên này được rồi. Rồi bây giờ đẩy bà ra bên ngoài cho sáng. Ồ, xe êm nhờ. Đi lễ mà khói mất công. Đây. Huy ơi, đây là phải lùi. Huy, cắm. Đấy, nghe chưa. Này Quý. Đây,
Anh nhá, ở đây nó còn tí dốc lên. Rất là nhẹ nhàng. Đấy, chứ còn mà dốc mà mình đi tiến là bà bị ngã nhào về đằng trước nhá. Rồi nguyên tắc cái xe lăn là lên dốc là lên dốc là tiến mà xuống dốc là lùi nha. Đấy bây giờ bà được ra bên ngoài nữa. Bà bây giờ không biết nữa. Bây giờ ra bên ngoài là bà thoáng. Đúng rồi. Chứ còn ngồi trong nhà suốt thì nữa là không được nhá. Đấy. À bà đi cắt cỏ cho bò về à. Đấy. Bây giờ khi mà dừng bà ở đâu là mình phải khóa lại nhá. Yeah. Không có là không may và trôi tuột một cái là ngã lộn. Đi tai nạn. Yeah. Nhá. Không may ai đụng vô hay là tự nhiên yeah. Nó hơi dốc một tí hay là cái gì đó là xe trôi. Bà đi chơi được rồi. Đi tai nạn. Bà đi vào đây con nào. Chứ đi cắt cỏ hay cái gì về? Con đi cắt cỏ em bỏ. Đi cắt cỏ cho bò về. Đi nhà nuôi mấy con bò? Con bò thôi hả? À. Rồi đây là mẹ đẻ của anh gì? Bà nội hay bà ngoại đây? Bà đẻ của hai à. Hai chị em. Bà đi là đây là hai chị em. Thế lời tưởng là đây là hai vợ chồng. Đó không phải hai chị em. đây là chị à? Vâng. Đây là chị còn anh là em. À. Con gái bà Dung Tâm đấy cha. Dung Tâm. Ủa bà Dung Tâm. Bà Dung Tâm là con gái bà này. Trên Vĩnh Gia đó. À, chị gái đầu với chồng ấy. Ồ, vậy cũng chắc nhìn cái nét mặt thì giống. Dạ. Rồi. Thì đứng vào đây với mẹ này. Ông cha Thái ở đây, cha Thái. Dạ. Thưa quý vị, đây là cha xứ của Do Sứ Đô Hạ đây này. Cha Phaolô Nguyễn Văn Thái. Thì ngày xưa ngài cũng đi du học ở bên Chicago. Ngày trước là tôi đi nấu cơm cho ngài mấy năm ở bên Chicago đó. Nhờ có cơm người ta thường nấu cho ăn mấy năm trời cho nên là hôm nay cha Thái mới được to khỏe như vậy đó nhá. Ngài thì được thấy là ngài đây là ngày mang ơn tôi, nên là ngày hôm nay là ngày đi xuống đây chứ còn cha xứ của các ông các bà ở đây đó là con trai một trong gia đình cho nên là được gia đình nuông chiều, không biết làm cái gì hết, nấu cơm nấu nước chả biết nấu gì cả cho nên mấy năm đi du học bên Chicago là toàn là cha thường phải nấu cơm cho. Đấy. Còn ngày xuống từ trong trứng sinh ra đã sướng rồi cho nên là bây giờ về Do Hạ đây giáo dân Do Hạ cũng rất là quý mến nuôi ngài rất là tưởng tượng nuôi chăm sóc ngài rất là chú đáo cho nên là ngài bây giờ có tướng tá ngon lành vậy đó. Thì thưa hôm nay thì cha xứ của giáo xứ Do Hạ thì con chuyện của mình có được cái chiếc xe lăn này thì xin mời cha có đôi lời. Yeah. Mời cha xứ. Thay mặt cho bà cố và gia đình thì những lòng cảm ơn cha thường. Cha thường đã quan tâm đến bà. Có được cái xe thì bà có thể đi khắp nơi. Rất là đi nhà thờ. Rồi, xin cảm ơn tất cả những cái ân nhân đã giúp đỡ những cái người già cả tàn tật. Tạo cho họ cái điều kiện để họ có thể mà đi lại được, nhất là đi nhà thờ nhà thánh, nên lòng cảm ơn. Đây, đây là ông Ất đây nè, ông Ất đây là bên Caritas của giáo xứ Do Hạ này. Ông mới xin cha thường hôm qua xong thì hôm nay là con sẽ lăn ngay lập tức cho ông thì ông có đôi lời xin mời ông Ất. Sao? Nhớ cha xứ ông. Cảm ơn cha thường bên Caritas. Con cũng đại diện cho bên Caritas của giáo xứ thì có trong giáo xứ cũng có một số người bị già cả và tàn tật mà không đi lễ đi rước được tại nhà để cho các ông thùng thánh thể cho rước mình thánh chúa, nhưng mà nó cơ hội này thì cha đã tạo điều kiện cho bà cố một xe lăn để tới nhà thờ để tham dự thánh lễ và được rước mình thánh chúa rất là thay mặt cho bà cố xin cảm ơn cha nhiều và xin cảm ơn bên hội Caritas những người giúp đỡ cho bên Caritas xin hết lòng cảm ơn. Vâng, cảm ơn ông Ất. Rồi thưa cha, thưa các bà, đây là cái món quà của một gia đình tại giáo xứ Tiên Thôn. Đó là gia đình của chị Mận Nguyễn,
thì Mẫn Nguyễn với anh Sam Hà đã tài trợ cho bà cái chiếc xe lăn này tại gia đình của chị là sống ở giáo sư Tiên Thôn. Nên là hết lòng cảm ơn gia đình của chị Mẫn Nguyễn và anh Sam Hà, giáo sư Tiên Thôn, xã Hà Đông, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã ủng hộ cho bà có chiếc xe lăn này. Thì xin Chúa chúc lành và trả công bồi hậu cho gia đình của chị Mẫn Nguyễn. Và bây giờ xin mời gia đình chụp ảnh. Cô xin thay mặt gia đình rồi con biết là xin cảm ơn các cha ở trong hội gia đình, cảm ơn các ông bà giúp đỡ cho mẹ con. Rồi tôi sẽ đi vô việc thờ và thánh tôi cùng lễ. Xin hết lòng cảm ơn cha và chúc gia đình khỏe mạnh bình an nhé. Bây giờ mà đi cắt cỏ là có thể là đưa bà đi được rồi. Ngồi bà ngồi đấy là cắt cỏ thôi. Trời ơi. Đột công đôi việc. Đi nhà thờ nhà thánh thì cũng thấy bà đi nhá. Dạ. Rồi cầu nguyện cho gia đình của anh Nhân, đó là gia đình của anh Sam Hà và chị Mẫn Nguyễn ở tại giáo xứ Tiên Thôn. Tiên Thôn, bây giờ là ở Tiên Thôn hay là ở gốc ở Tiên Thôn? Anh chị ở xa, thì gốc ở Tiên Thôn, người ta có ở xa. Cảm ơn gia đình của chị Mẫn Nguyễn. Hành trình yêu thương của Caritas Thanh Hóa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin quý vị hãy bấm vào nút đăng ký bên dưới video này và ấn vào nút chuông bên cạnh để chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.